đi chăn bò, cầm cái rô thật to, bò không đi, ta lấy cây ta chọt tiết bò. Ok, hello mấy thím, đạo nè. Ok, hay xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại trên đồ mình. Tiếp tục với series bay nhờ mạnh nha anh em. Để xem thử họ đánh nhờ mấy nhà tôi như thế nào. Ui, lại bị đánh kìa. What the fuck. À, đánh hoài ba. Wow. À, lính Sabel, vua Hạo, đạo sư, đánh toàn là đậu xanh, một số mà đánh một số mà. Thôi tôi đi hốt đã, tôi đi hốt thôi anh em ơi. Bây giờ trả thù mà nó sướng đến mức độ không tính chịu được luôn em. Anh em nhớ cho like nha. Rồi đó, bây giờ nó trả thù nó sướng nghe, tôi thiệt quá mấy ông ơi, nó sướng chịu, nó sướng bô sướng luôn, chắc cứu anh em là nó bô sướng. Bây giờ đánh nhanh, thật sự là nhanh chán để kết thúc được cái chiến dịch gọi là đánh đánh nhà vệ binh đó đã. Mình phải kết thúc nhanh cái chiến dịch đánh nhà vệ binh đó anh em. Tôi thở là một lượng quân lớn anh em. Hết luôn, dường như là hết đồ hình luôn anh em. Tôi nghĩ là xin đang thả hết đồ hình ra. Quyết định thả hết đồ hình luôn anh em. Quyết định nhanh luôn. Mình quyết định nhanh anh em. Phần này mình thả ít đồ hình nó không được. Nhân bản thần tốc luôn. Khóa nó nhanh để cho mình đánh vô trang nhanh anh em ơi. Quá nó phê. Ui nó đông kìa. Giờ tôi nhân bản phát nó đầu bại luôn. Ui nó đông chịu không nổi luôn anh em. Nhân mỏ bả. Wow. Thề của anh em là bố phê. Bố phê. Cái nào đánh nhà tôi mà kiểu như là một xô, bây giờ tôi đánh lại bo xô 50 cúp 50 điểm. Nó cúp hơi bị xe. Ok anh em. Ok anh em. Để tôi thở này ra vác thôi. À, nhưng mà một đánh tôi à. Không thoát được đâu con cài. Tôi bị continue. Thầy à, ông anh của tôi thì à, đi lồn quá nên là không có thời gian đánh. Tôi vô phá giùm. Tôi cũng không có thời gian, nhưng mà tôi có thời gian hơi ngẫm một xíu để đi phá cho vui. Cái bò nó chạy lên em ơi. Cái rực. Bò sâu, rực. Cái nó chạy lên em ơi. Thấy tôi rồi em ơi, nó chạy rồi. Tìm bác nó, Ok, bò sâu. Anh em chờ chút nha. Tôi vẫn cho sẽ quay trở lại bình luận sau về dai. Ok, tôi đã tìm thấy một con bò rồi. Còn một con nữa. Ui. Ok. Chắc nó cũng chạy đâu quanh lên đây đâu. Chắc nó cũng chạy lên quanh đập lại thôi. Hay là tôi sẽ cố gắng làm phè trật nữa. Win. Chờ một khoảng thời gian. Phải chờ nha anh em. Chắc 50 cúp rồi đó. 50 điểm chứ. Bây giờ nó 50 điểm cho nó chuẩn hơn. 50 cúp nó lố làng quá. Tôi đang lan bo vi bộ. 50 nha. Chủ yếu là đánh lên điểm để cho nó được vô trang thôi. Thằng nào đánh tôi, thằng đó phải xác định. Nhờ 11 của tôi te đào hết, nó sợ nói. Riêng nhờ 11 mà đánh tôi một xô mà tôi cũng te đào hết. Không có thật, không có tha đâu anh em. Te luôn anh em. Đưa xem te hướng nào là bình tĩnh. Ha. Đây luôn. Thả nó có bom không? Không có bom. Đãi đồ hình lạnh, sóng lạnh. Nhanh. Nhờ bên nó la hơn lưỡi kiến đó anh em. Nhân bọn thằng trưởng. Hui. Hui, nó đông. Đông như kiến. Hơi má thằng tóc. Phát xô thằng trưởng. Nói chung anh em đánh này chỉ sợ nhà vệ binh thôi, còn lại không có sợ quân què. Vua 14, wow.
tôi nghĩ là không nên dùng nhân bỏ này, bỏ đi. Nhân bỏ chủ đài nó phê này nè. Nhân bỏ thần trưởng. Ui. Cái bài nhân bỏ nó đông. Em như quân nguyên vậy đêm. Thề nó đông. Em như kiến. Không, như kiến thì nó hơi lố quá. Mà như quân nguyên thì nó đỡ hơn. Bởi vì quân nguyên nó ít hơn kiến. À mà tôi nghĩ là quân nguyên nhiều hơn kiến đấy. Ừ, vậy đi. Nói chuyện vui dân quá anh em nhỉ. Quá vui dân quá. Và sao ngay? Nói chung nhà 11 là te đào hết. Không có chữa thằng nổi. Còn nhà 12 thì suy nghĩ lẹ. Mình có sẽ suy nghĩ lẹ một xíu. À, để tôi về tôi test nhà 12 đi. Ngon. Ngon. Good luck. Wow. 50 cấp tiếp. À 50 số tiếp. Ngon 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 ngay. Ngon nghe anh em ơi. Và con của bác mại vô mại vô. Trong thời gian thì đợi tôi sẽ cố gắng nói chuyện sổ bữa cho anh em. Ủa sao có bốn máy điểm ấy ta, 41 điểm ta lót à? Ủa sao lót thế ta, lót nha, chỉ còn một kiếm thôi anh em ơi. Nhà 12 đánh tôi à, sốc mưng ngón cái nhà 12 anh ấy chà hết te đào hết. Tôi sẽ tiêu diệt nhà bên nè. Nhà bên đâu? Hello. Tôi tìm nó ra. Để nhà bên này là chết rồi chưa thì. Để nhà bên này là bọn này chết rồi. Chết rồi bọn ơi. Bọn không thoát rồi đâu con cai. Tôi bị con tôi niêu. Giờ là chết mấy bọn rồi bọn ơi. Giờ là bọn chết rồi bọn. Bọn để nhà bên này là bọn chết rồi bọn ơi. Không thoát rồi đâu. Bọn không thoát nữa là bọn ơi. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Đậu xanh nó nhả kìa em ơi. Điên ra liền của Nam ơi. Dạ. Nó lại đi sâu quá rồi em ơi. Dạ. Dạ. Mát lộn này là hát ca lồn cái này chút nên là để ý để con kia mấy đây mày ơi ok căng quá rồi đó. À. Phó luôn anh em. Phó nhanh còn đi phó mấy công trình khó nữa. Tụi nó tới bật mấy công việc nên là không thể chết rồi. Wow, thống chết luôn này mừng. Ba sao cùng anh nè, cùng anh với chúng tôi. Chà xíu. Ok 41. Ủa sao 41 của ta? Sao ta? Ok bye anh em nha. Bye bye.